6. Khám phá đáng ngạc nhiên về thời Trung Cổ. Thời kỳ Trung Cổ bắt đầu sau sự sụp đổ của đế chế La Mã vào thế kỷ thứ 5 và kéo dài đến đầu thời Phục Hưng vào thế kỷ thứ 14. Thời kỳ này thường được mô tả là thời đại tối tăm, khi giáo hội Công giáo chiếm ưu thế lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống hàng ngày, chính trị và văn hóa. Thậm chí, giáo hội còn tổ chức nhiều cuộc thập tự chinh để giành lại vùng đất thánh từ dưới tay người Hồi giáo. Dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng, giáo hội đã trở thành một quyền lực lớn mạnh, thường xuyên can thiệp vào các vấn đề chính trị của các quốc gia châu Âu. Quyền lực của giáo hội được thể hiện rõ ràng qua việc bổ nhiệm và trừng phạt các vị vua. Mặc dù thường được miêu tả với hình ảnh của những hiệp sĩ mặc giáp, lâu đài kiên cố và những trận chiến khốc liệt, nhưng thông qua các phát hiện khảo cổ gần đây, chúng ta mới có cái nhìn chi tiết và phong phú hơn về cuộc sống trong thời Trung Cổ. Dưới đây chúng ta sẽ cùng khám phá 6 phát hiện nổi bật gần đây nhất về thời Trung Cổ và tầm quan trọng của những phát hiện này. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thanh kiếm thập tự chinh bị thất lạc trên biển. Tháng 10 năm 2021, sau khi một cơn bão làm dịch chuyển phần cát ở đáy biển Địa Trung Hải gần bờ biển Israel, một thợ lặn đã phát hiện ra thanh kiếm sắt dài gần 1 mét nằm cùng với một kho tàng gồm các mỏ neo bằng đá, đồ gốm và những hiện vật thời Trung Cổ khác. Mặc dù bị phủ bởi vỏ sò và sinh vật biển, thanh kiếm vẫn được bảo quản tốt. Cơ quan cổ vật Israel đã xác định thanh kiếm khoảng 900 năm tuổi, thuộc về một hiệp sĩ tham gia thập tự chinh từ châu Âu đi đến Trung Đông. Mục đích chính là chiến đấu giành lại thánh địa Jerusalem từ người Hồi giáo. Cách thanh kiếm rơi xuống biển vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, giáo sư Jonathan Phillips từ Đại học London đưa ra giả thuyết rằng nó có thể bị mất trong một trận chiến dọc bãi biển hoặc trên biển. Đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện thanh kiếm Trung Cổ dưới nước. Vào năm 2018, một bé gái ở Thụy Điển đã tình cờ tìm thấy thanh kiếm dưới một hồ nước. Vũ khí này dài khoảng 0,9 mét, được xác định có từ thế kỷ 5 hoặc 6 sau Công Nguyên, trước thời đại Viking. Hang động nơi cựu vương ẩn sĩ sinh sống. Các nhà khảo cổ ở Anh tin rằng một số hang động nhân tạo ở phía nam Derbyshire, nước Anh, có thể đã từng là nơi trú ẩn của vua Earthwolf, hay còn gọi là Saint Hadolf. Vị vua này bị phế truất ở Northumbria vào năm 806 sau Công Nguyên, và sau đó lại được tái bổ nhiệm một thời gian ngắn trước khi bị lật đổ lần nữa. Báo cáo từ 2021 cho thấy ông có thể đã trở thành một ẩn sĩ và sống lưu vong trong hang động, được chạm khắc từ đá sa thạch mềm cho đến cuối đời. Hang động này được biết đến với cái tên là Angkor Church Caves. Nhà nghiên cứu Edmund Simons từ Đại học Nông nghiệp Hoàng gia và Khảo cổ học Wessex cho biết trên tờ The Guardian rằng hang động này có thể là ngôi nhà cổ xưa còn nguyên vẹn nhất ở Anh. Bên trong không chỉ có một không gian sống gồm 3 phòng và một nhà nguyện, mà còn có kiến trúc sắc son đặc trưng ở cửa và cửa sổ. Thêm vào đó, dù sống ẩn dật, vị vua này có thể vẫn được những người tôn kính ông đến thăm thường xuyên. Tượng thần cao chót vót. Khi nói đến thời Trung Cổ, chúng ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh các tu sĩ Cơ Đốc giáo tại tu viện đang chăm chỉ nghiên cứu các bản thảo thiêng liêng. Tuy nhiên, sự kiện phát hiện một tượng thần bằng gỗ cao 2,44 mét vào mùa hè năm 2021 ở Ireland đã nhắc nhở chúng ta rằng những tín ngưỡng tiên Cơ Đốc giáo vẫn còn tồn tại vào đầu thời Trung Cổ. Tại một công trình xây dựng đường giao thông, các nhà khảo cổ đã phát hiện bức tượng này nằm ở một đầm lầy ở Wadnacrana. Nó được ước tính có tuổi đời khoảng 1.600 năm. Nhà khảo cổ Claire Harold cho biết tượng được chạm khắc từ thân cây sồi và có đầu hình người cùng với các rãnh trên thân. Lisa M. Beetle, một giáo sư chuyên về tôn giáo và lịch sử tại Đại học Nam California phân tích, có 3 điểm đặc biệt về tượng này khiến tôi thích thú. Đầu tiên, nó có niên đại ngay trước hoặc có thể vào khoảng thời điểm bắt đầu Kitô giáo hóa ở Ireland. Thánh Patrick từng viết vào thế kỷ thứ 5, khoảng 100 năm sau khi tượng thần được tạo ra, ông đã lên án những nhân vật ngoại đạo như thế này. Thứ hai, nó được tìm thấy trong đầm lầy. Đầm lầy là một nơi đặc biệt, không phải nước cũng không phải đất, thường là nơi người ta vứt vật hiến tế và thi thể của những nạn nhân bị hành quyết. Hai cốt động vật và một con dao găm cũng được tìm thấy gần bức tượng, cho thấy đây là một phần của nghi lễ.
Cuối cùng, tất cả những thông tin này cho chúng ta biết về phong tục tín ngưỡng ở Ireland trước khi họ theo đạo Thiên Chúa. Cư dân châu Phi ở London thời Trung Cổ. Phân tích DNA từ xương và răng của 41 người chết vì đại dịch cá chết đen và được chôn cất tại London vào giữa thế kỷ 14 cho thấy sự đa dạng về sắc tộc và chủng tộc tại thành phố này cao hơn so với suy đoán trước đó. Rebecca Redfern từ Đại học bang Michigan và Joseph Hafner, một trợ lý giáo sư nhân chủng học, đã viết vào tháng 3 năm 2021 rằng trong số các mẫu được kiểm tra, 30% không phải là người da trắng. Cụ thể, trong 19 phụ nữ được phân tích, 3 người có nguồn gốc từ châu Phi và 4 người khác có dòng dõi hỗn hợp. Quajay Whittaker, một chuyên gia tại Đại học Wellesley và tác giả của cuốn sách Những ẩn dụ đen, Black Metaphors, nhận xét rằng các phát hiện như vậy đã phản bác quan niệm trước đây rằng Anh và châu Âu thời Trung Cổ chủ yếu là đồng nhất về mặt chủng tộc. Ông giải thích, họ đã phát hiện những người có gốc gác từ Bắc Phi, nhưng dường như đã sinh sống tại London từ rất lâu. Sự đa dạng này chủ yếu được tìm thấy ở các thành phố cảng lớn, nơi chúng kết nối với các tuyến thương mại quốc tế, vận chuyển hàng hóa từ châu Á qua châu Phi đến châu Âu. Điều này, theo Whittaker, giống như một phiên bản thời Trung Cổ của quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Lâu đài bên dưới sân nhà tù. Năm 2015, tại một nhà tù cũ ở Gloucester, thành phố phía tây nam nước Anh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tàn tích của lâu đài Norman ngầm dưới một sân bóng rổ. Mặc dù nhà tù được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, nhưng phần tàn tích nằm dưới đất của lâu đài đã tồn tại từ năm 1110. Dựa vào thông tin từ Cotswold Archaeology, lâu đài này rất hoành tráng, bao gồm một tháp canh lớn bên trong, một khu sân khép kín chuồng ngựa và một con mương. Đặc biệt, ở phía bắc của lâu đài có một cây cầu kéo và cổng lớn. Trong lịch sử, lâu đài này đã trải qua giai đoạn Anarchy, một cuộc nội chiến ở Anh vào giữa thế kỷ 12 và sau đó trở thành nơi ở của gia đình hoàng gia dưới thời vua Henry thứ ba trong thế kỷ 13. Kiến trúc của nó có nhiều điểm tương đồng với lâu đài Canterbury và tháp London. Neil Holbrook, giám đốc điều hành của Cotswold Archaeology, mô tả nó là biểu tượng độc đáo về kiến trúc của người Norman. Nỗi sợ zombie trong thời Trung Cổ. Ngày nay, khi nói đến zombie, chúng ta thường liên tưởng đến những xác sống trong các chương trình truyền hình và phim kinh dị. Tất cả cũng chỉ là những hình ảnh mang tính giải trí. Tuy nhiên, bằng chứng khảo cổ mới đây đã chỉ ra rằng người dân nước Anh thời Trung Cổ đã có nỗi sợ hãi về zombie. Họ sợ rằng những xác chết này sẽ đội mồ sống dậy. Tại Warrampersea, một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu, phân tích xương của những người đã qua đời giữa năm 1000 và 1300 cho thấy dấu vết của những vết cắt và bỏng trên sọ và phần trên của cơ thể. Những vết thương này dường như xuất hiện sau khi họ đã chết. Vị trí của các vết cắt đã loại trừ khả năng chúng liên quan đến phong tục ăn thịt người. Hơn nữa, quá trình phân tích răng đã xác định rằng những người này là cư dân địa phương, dẫn đến kết luận rằng những vết thương trên xác chết được gây ra nhằm đảm bảo rằng họ không thể hồi sinh sau khi chết. Simon Mays, chuyên gia về sinh vật học xương người tại Đại học Southampton, đã chia sẻ với The Guardian vào năm 2017 rằng phát hiện này đã cho chúng ta thấy mặt tối của niềm tin thời Trung Cổ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!